Quý vị ơi, rất là vui nhé. Hôm nay chúng ta lại có một câu chuyện mới về bà Nguyễn Phương Hằng và nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh nha thưa quý vị. Thì quý vị cũng đã biết rồi đó, thì mấy ngày hôm nay bà Nguyễn Phương Hằng cũng có những lời lẽ gửi đến nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Và mấy ngày nay thì Hoài Linh không có cái động thái gì hết để trả lời lại hết. Nhưng ngày hôm nay thì Hoài Linh lại có một cái clip muốn gửi đến bà Nguyễn Phương Hằng nha thưa quý vị, và với những câu nói rất là hài hước và bá đạo luôn thưa quý vị ơi. Quý vị hãy cùng nhau theo dõi nhé. Và một câu này là câu như thế nào đây, xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi câu chuyện nhé. Xin mời nào. Vợ đại gia Dũng là vui, khẳng định nghệ sĩ Hoài Linh cho đồ đệ học nghề từ ông Võ Hàng Yên. Trong buổi livestream mới đây, vợ ông Dũng là vui, bà Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng chỉ đích danh nghệ sĩ Hoài Linh có liên quan trực tiếp đến ông Võ Hàng Yên. Những lùm xùm liên quan đến vợ chồng ông Huỳnh Y Dũng, thường gọi là Dũng là vui, dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, bà Phương Hằng, vợ ông Dũng đã nêu đích danh nghệ sĩ Hoài Linh trong phần chia sẻ của mình. Cụ thể, trong buổi livestream vào trưa ngày 28 tháng 4, bà Phương Hằng đã gây sốc với khán giả khi cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh có mối quan hệ thân thiết với ông Võ Hoàng Yên nên mới im lặng trong suốt thời gian vừa qua. Vợ vị đại gia này chia sẻ, hôm nay tôi cũng không ngại nói luôn mối quan hệ giữa Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên. Hoài Linh đã cho 20 người đệ tử của mình, trong đó có một trợ lý của mình, đến trường học trung cấp TSG để học, để có bằng lương y đi chữa bệnh, chứng tỏ Hoài Linh muốn học nghề của Võ Hoàng Yên. Đó là lý do tại sao Hoài Linh câm nín mà không bao giờ lên tiếng. Bởi vì sao? Hôm nay tôi mới thấy rõ và khẳng định cho quý vị. Họ là một cặp. Quý vị thấy không? Ông trời sinh ra hay lắm. Một người làm cho thiên hạ cười ngã nghiêng, một người làm cho bệnh nhân đau đớn khóc lóc, một người làm cho người khóc, một người làm cho người cười. Tôi mà nói là tôi nói có bằng chứng, tôi không phải là người hồ đồ nên quý vị đừng đánh giá tôi hồ đồ. Quý vị biết là tất cả những nhóm này họ có một cái nhóm liên kết với nhau, trong đó có cả những diễn viên. Trước đó chưa lâu, vợ đại gia Dũng là vui đã có phát ngôn nhắc tới một số nghệ sĩ như Hoài Linh, Thanh Hà, Kỳ Duyên vì không lên tiếng tố cáo ông Võ Hoàng Yên cùng bà. Dù cho liên tiếp bị vợ Dũng là vui nhắc tên, thế nhưng nghệ sĩ Hoài Linh vẫn quyết giữ động thái im lặng, không hề nhắc đến ồn ào. Tuy nhiên, trong ngày 25 tháng 4 vừa qua, Hoài Linh lại đăng clip TikTok hài hước ca một đoạn về quả chuối, xá chi một nải chuối xanh, 5-7 người dành cho mũ chính tay. Động thái của nam danh hài khiến dư luận đoán già đoán đon, cho rằng đang ngầm ý đáp trả vợ đại gia Dũng là vui. Dũng Tây Lô tuyên bố gắt trước khi rút khỏi cuộc chiến với bà Phương Hằng và tặng biệt danh khó đỡ. Trước khi rời cuộc khẩu chiến với bà Phương Hằng, Dũng Tây Lô đã đăng tải những chia sẻ cực gắt gửi đến vợ doanh nhân Dũng Lò Vôi. Sau nhiều ngày đáp trả không ngừng với bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng Lò Vôi trên mạng xã hội, mới đây chồng ca sĩ Thu Phương Dũng Tây Lô đã chính thức tuyên bố rút khỏi cuộc khẩu chiến. Chia sẻ trên trang cá nhân, Dũng Tây Lô cho biết mình đánh giá họ là bậc nữ tướng, nhưng họ từ hạ xuống hạng nữ nhi, thánh chửi độc cô cầu bậy, nên không chấp, không rảnh để đôi co, cứ cho là sợ bà ấy đi, vì sau các buổi livestream của giáo sư danh dự vừa qua thì cả thế giới đều khiếp hãi. Bà ấy nó sẽ không cần sự truyền thông trong cuộc chiến này và luôn luôn độc hành. Mình là con nhà Phật, học Phật Pháp nên mình biết cầm lên dễ, buông xuống rất khó. Mình sẽ giúp giảm gánh nặng và giảm nghiệp cho bà ấy, để bà ấy sớm đạt được mục tiêu thánh chửi độc cô cầu bậy, vì cộng đồng. Tuy bà ấy xúc phạm đến người mẹ quá cố của tôi, nhưng tôi sẽ thắp hương xin mẹ tôi tha thứ và phò hộ cho bà ấy, vì kẻ thù và thất bại lớn nhất đời là đánh mất mình và tự đại. Chỉ cái mồm chửi rủa văn tục của bà ấy thôi đã không có đối thủ rồi. Bây giờ còn đem con ra nữa thì đúng là độc cô cầu bậy. Bà ấy nói cảm thấy hạnh phúc khi xả phanh văn tục thì mình xin chào thua, coi như tạo phước giúp bà ấy bớt tạo nghiệp. Hôm nay, Dũng Tây Lô tôi chính thức tuyên bố chào thua và rời cuộc khẩu chiến với thánh chửi độc cô cầu bậy. Không chỉ tuyên bố rời cuộc chiến, ông xã Thu Phương còn dành tặng danh xưng thánh chửi độc cô cầu bậy cho vợ đại gia Dũng Lò Vôi. Có lẽ sau ồn ào, tai bay vạ gió, Dũng Tây Lô cảm thấy ngán ngẩm trước Bảo Thị Phi và muốn khép lại drama.
Trước đó, trong buổi livestream vào ngày 28 tháng 4, bà Phương Hằng tiếp tục gọi tên Dũng Tello kèm những lời chỉ trích khá gay gắt. Bà Phương Hằng đánh thép nói, vợ chồng Thu Phương về Việt Nam đi, chị đặt vé cho về. Chị nghe em nói mà chị sợ quá, đêm chị ngủ không được. Em nuôi gia đình, nuôi con của vợ nên vợ sao không để em, đâu dám cãi em. Đàn ông thành công thường nhờ người đàn bà sau lưng là đúng, nhưng đàn ông thất bại là có cô vợ suối dài sau lưng. Vợ em sống thân tầm gửi, gửi cả cha lẫn mẹ để em nuôi nên sao dám cãi em. Trước những lời công kích của bà Phương Hằng, Dũng Tello cho biết anh đã lập vi bằng và sẽ làm việc với luật sư theo khía cạnh pháp luật để bảo vệ danh dự và sự an toàn cho gia đình. Tôi không đôi co với giáo sư danh dự vì chúng tôi không có bằng cấp cỡ thánh chữ độc cô cầu bại, chồng ca sĩ Thu Phương khẳng định. Vợ đại gia Dũng là vui, chưa từng thất bại trên thương trường nổi tiếng với biệt danh Hằng Canada. Trên thương trường, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết chưa từng thất bại lần nào. Không những vậy, trong một lần livestream mới đây, bà cũng nhấn mạnh về tấm bằng giáo sư của trường đại học Apollos University Hoa Kỳ của mình để chứng tỏ bản thân là một người giàu về cả vật chất và giàu cả học thức. Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971 gửi đơn tố cáo thần y Võ Hoàng Yên sinh năm 1975, quê Cà Mau, tạm trú tỉnh Bình Thuận, chiếm đoạt của vợ chồng bà hơn 200 tỷ vẫn đang khiến dư luận không ngừng quan tâm. Trong hơn một tháng qua, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên tổ chức livestream nói về vụ việc và thông qua đó cũng bày tỏ quan điểm sống của cá nhân mình. Trong những lần livestream này, bà Phương Hằng không hề ngại miệng hay nhún nhường trước bất kỳ nhân vật nào. Chính vì vậy, Facebook cá nhân của bà thường thẳng thắn chia sẻ nhiều nội dung gây bão. Dù gây ra nhiều lùm xùm gay gắt thời gian qua, thế nhưng không thể phủ nhận rằng bà Nguyễn Phương Hằng là một phụ nữ cực kỳ bản lĩnh và cứng rắn. Điều này còn được thể hiện qua những thành tựu mà bản thân bà đã gây dựng suốt thời gian qua trên thương trường đầy khốc liệt. Bà Nguyễn Phương Hằng, tên cũ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là người rất nổi tiếng trong giới doanh nhân. Bà Hằng là Việt kiều Canada, được nhiều người biết đến với biệt danh Hằng Canada. Bà Hằng hiện tại được biết tới chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành công ty cổ phần Đại Nam, sau khi ông Dũng bất ngờ thông báo việc rời khỏi thương trường để tập trung cho công việc thiện nguyện vào tháng 5 năm 2020, ông đã giao toàn quyền điều hành doanh nghiệp cho vợ mình. Trên thương trường, bà Phương Hằng cho biết mình chưa từng thất bại lần nào, nhưng đường tình duyên của bà khá lận đận. Cho đến khi tái hôn với đại gia Dũng Lầu Vôi, ông chủ của công ty cổ phần Đại Nam vào ngày 8 tháng 6 năm 2010. Năm 2012, bà Hằng sinh cho ông Dũng Lầu Vôi một cậu con trai tên Huỳnh Hằng Hữu. Trong tiệc thôi đôi của bé Hằng Hữu, ông Dũng và bà Hằng tuyên bố chính thức trao khối tài sản khổng lồ của mình cho cậu con trai gồm khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu dân cư Dĩ An, khu công nghiệp và khu dân cư Sóng Thần 3 tỉnh Bình Dương, khu dân cư Bình Phước. Trong một livestream vào ngày 12 tháng 4 vừa qua, bà vô tình tiết lộ số tài sản của mình. Nếu nói về tài sản thì 500, 700 triệu đô đến 1 tỷ đô tôi có. Mỗi lần tôi xuất hiện sẽ có một bộ trang sức khác. Kim cương của tôi lên đến hàng ký. Tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi hết. Tôi đi những chiếc xe 40, 50 chục tỷ, có đến vài chiếc là chuyện bình thường. Tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ tôi cần ký, nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó ra để tự hào. Không chỉ khiến nhiều người choáng ngợp về số tài sản khổng lồ của mình, bà cũng nhấn mạnh về tấm bằng giáo sư của trường đại học Apollos University Hoa Kỳ của mình để chứng tỏ bản thân là một người giàu cả về vật chất và giàu cả về học thức. Trước đó, khi nhắc về bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Y Dũng đã hết lời khen ngợi và tự hào về vợ mình. Ông nhận xét bà Hằng là một người vợ tài sắc vẹn toàn. Phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri kỷ tri ân, một người rất thông minh và bản lĩnh. Chính là vợ tôi hiện nay đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời. Chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi, khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng tôi tìm một lối ra trong danh dự. Trong khi đó, bà Hằng cũng nói về chồng mình bằng những lời chân thật. Tôi hạnh phúc vì ông xã rất trân trọng và ngưỡng mộ tôi. Tiền tài, địa vị của anh không phải là thứ tôi tìm kiếm, thậm chí chúng còn mang lại cho tôi đau khổ, nghiệt ngã và cả hiểm nguy đến tính mạng. Tôi đã phải vượt lên sự sỉ nhục để sống, tôi và anh đã tìm thấy nhau trong nước mắt, trong tận cùng bằng sự đau đớn.